tôi hứa với anh em này mà giờ lại đi đâu mất hút. Tôi mới hứa với anh em là cứ mấy năm phế võ công một lần. Anh em kể cả anh Thanh, anh tí ra ra anh Thanh em bảo giờ lại mất hút. Một phần là đây nhìn sơ qua thì là Mộc Tàu. Anh em các ông cứ ở trên mạng các ông cứ bảo cò ấy chứ. Nhưng mà tôi nói thật cho các bạn, tôi nói thật cho các bạn là tôi chỉ cái công dụng của tôi chỉ có hai người. Thứ nhất là cái người sản xuất hoặc người nhập trực tiếp bên Trung Quốc. Mấy cái thứ hai nữa là người ta muốn mua. Và tức là người ta muốn mua nhưng mà không biết là người ta mua ở đâu. Tức là người ta không biết là người ta rất muốn mua cây, ví dụ như cây này nhá. Như cây các cây nho thân gỗ này này, cây sen đất này, sen cạn này. Người ta rất là muốn mua nhưng người ta không biết mua ở đâu. Không biết vừa mua ở đâu. Và cái thứ hai là người ta mua nhưng mà đang mua cây mà ví dụ như là mình đang bán là 1 triệu thì người ta đang phải mua 3 triệu. Ừ thì người ta quý mình. Là người ta đang cần cái nguồn hàng. Nên người ta đang phải mua giá cao. Cái thứ hai là người ta cần hàng người ta không biết mua ở đâu. Đấy thì tác dụng của mình có tác dụng như thế. Còn đôi khi ví dụ như cái người ta không muốn mua. Người ta không muốn mua thì đôi khi là tôi lại bị mang tiếng là cò lọ cò kia. Và đôi khi với những người ấy thì là tôi lại chỉ live stream và hướng dẫn người ta cách làm. Nhưng mà đôi khi người ta chửi mình thì cũng ác. Đây sản phẩm gọi là mộc. Ô đây là con trà. Con này là con trà. Trà đấy chưa. Ôi kinh thế nhỉ. gần 50 tuổi nhưng mà phong cách hip hop kìa. Phong cách hip hop. phong cách rất là hip hop. Tôi cũng phải sắm quả quần đấy kìa. Phong cách rất hip hop. Mẹ những mô hình mà mẹ những cái vườn trăm tỷ mà mình tí nữa đợi quay xong chịu. Phong cách hip hop. Chà. Nó bảo là mèo nhiều lông, nó bảo mày biết đéo gì. Mẹ tao nói thật ra là mày thử nói cái gì mà tao không biết nữa nào. Chắc chắn vốn kiến thức về cuộc sống, khoa học, kỹ thuật, kiếm tiền tao hơn mày rồi, thật. Thu nhập thì chắc chắn là tao hơn. Tại vì nói thật ra là tao đã nói với tất cả các ông rồi. Những ông mà đang xem live tôi ấy thì nói thật ra là tôi chưa bao giờ phải xem live của bất cứ ai. Tôi chỉ xem lướt qua 5-10 phút. Đấy, chứ còn tôi không có thời gian mà tôi xem. Đấy, nó bảo là mày thì biết đéo gì đây. Thứ nhất nói về cái vấn đề thu nhập thì chắc chắn tao hơn mày rồi, thật. Những ông đang hơn thu nhập tôi là tầm 200-300 triệu thì tầm này người ta họp hội đồng quản trị rồi. Hướng dẫn được người ta. Chứ còn hầu như với tư cách của tôi hoặc như anh em khác thì người ta toàn chụp ảnh cho người ta đăng Facebook hoặc đăng Zalo, người ta đã có khách hàng rồi. Nhưng mà đến cái giai đoạn này các bạn thấy đây, tôi live stream này tôi cũng không yêu cầu các ông like hay chia sẻ hay bình luận. Không yêu cầu các ông mua hàng, thật. Các ông xem mà xem. Các ông hỏi giá mộc lan này tôi còn bảo là không bán lẻ đâu. Nếu mà bán số lượng thì cái thủy nó có, nhưng mà cái thủy nó được cái nó thèm tiền. Thế là các ông mua, còn đây là ngân hạnh. Là tôi giới thiệu cho các ông hoặc là những cái bạn trẻ ấy. Như bạn Thương hoặc là bạn Tôi Yêu Việt Nam hoặc em Tôi Yêu Việt Nam ấy. Người ta muốn tôi hướng dẫn những cái nọ cái kia, thế là tôi phải nên like. Chứ còn về lâu về dài thì mình like như này thì mình có cái thương hiệu của mình về lâu về dài. Giống như các bạn cũng vậy. Các bạn có thể là các bạn khôn, nhưng mà khi gặp thị trường đi lên hoặc thị trường nó thuận lợi ấy thì các bạn đúng là người khôn. Nhưng mà khi thị trường đi xuống thì cái trí tuệ lúc ấy các bạn này rất là bơ phờ. Bạn này kém thông minh đi. Thì là cái trí tuệ của các bạn là nhất thời. Nhưng cái việc tôi làm thương hiệu, tôi làm nội dung như này ấy, thì nó bền hơn. Còn đôi khi bây giờ ví dụ như là khi mộc nan nó sốt đi thì các bạn không cần phải like như tôi. Các bạn chỉ cần chụp ảnh xong các bạn báo giá là các bạn có khách. Nhưng mà tôi làm như thế này thì các bạn biết là tôi làm như thế này là cái cách mà tôi làm nó rất là bền. Đấy, và mai sau thì nói chung là ai cũng thế, tôi cũng bảo rồi. Nếu các bạn cố gắng kiên trì làm một cái gì đó, ví dụ 3 năm, 5 năm. Tôi chưa thấy ông nào mà không có cái kết quả cho riêng mình. Thật, nhiều khi là tôi thấy các ông xem live ấy, tôi buồn. Thật, xem live nhiều ấy, buồn. Có mẹ khách hàng của mình hoặc cái người ta theo dõi mình toàn cái thời gian toàn xem live. Xong rồi như anh em chúng nó như thằng Tuấn Phúc hoặc là như các nhà vườn khác ấy. Mẹ chúng nó cứ xem chim sẻ đi nắng. Tôi bảo mẹ chả chịu làm ăn gì. Xem cái thằng chim sẻ đi nắng thì giải quyết cái mẹ gì. Đấy thế. Tôi nói thật. Không phải là kiểu mình khó tính ấy.
Nhưng mình trải qua đủ đầy rồi. Các bạn xem like thì để các bạn tạo ra ý tưởng cho riêng các bạn, nhưng mà xem đến một giai đoạn nào đấy chúng ta phải làm. Đấy, còn cái vấn đề mà các bạn ấy bảo là mộc lan với các thứ ấy thì quay cho các bạn đây này, mô hình như này. Còn khi quay mộc lan như này thì nó sẽ gây ra cái nhiều cái gì? Mèo nhiều lông á. À đi đây để tao xem nào. Ừ, từ từ để nói cho nó hết đã. Tại vì tôi không đọc bình luận của nó ạ. Từ từ đã nhá. Từ từ. Đầu tiên nó bảo là mày biết đéo gì này. Anh nói hay thế này. Ăn tục bốc phét này. Mày thất bại chưa này. Nó nói đúng đấy, ông biết làm sao được bằng được vợ nó. Tôi thích ông bình luận cờ. Tiếp tục này. Về canh vợ mày khéo nó đi cặp bồ đó. Ờ tí sẽ chặn nó. Mèo nhiều lông chặn thằng này đi anh. Ờ để tôi chặn nó. Nai hay nai. Ở quê tôi là Hưng Yên thì nó hay bị ngọng N và L, hiểu chưa? Nó làm gì có vợ. Ở thằng cậu Úc rồi, cậu Úc à. Từ từ để đọc hết á. Vào vườn người ta xong chém. Làm cái đéo gì. Tao chủ vườn đây. Chặn mẹ nó đi. Cút ra khỏi vườn nhà tao thôi thì chặn nó. Vợ ông đang khiêng cây vãi đái kia. Có thời gian bốc phét như ổng. Và tao là cái con bé mà nó đang định như này này. Đây đây. Ơ bây giờ là tức là phải chặn cái thằng mèo nhiều lông đúng không? Cút. Ui thằng này. À đâu thằng này có 1.300. Ơ nhưng mà chặn nó ở chỗ đéo nào nhỉ? À đây chặn rồi. Ui rồi. Đấy là chặn chính xác là chặn nó đầu tiên nhá. Ơ để tao xem nào. Mày gọi. Ơ sao thằng này chặn rồi mà nó vẫn hiện lên nhỉ? À chặn đây. Đây mới là chặn. Rồi. Đấy chúng ta được yên tĩnh nhá. Ờ thằng P Tuấn mày có thích tao chặn tiếp không? Nói chung là đến cái giai đoạn này không nhờn mấy bọn mày được đâu. Nó thì nó vẫn đang xem này, nó đang đeo kính này. Nhưng mà làm sao nó được quyền thốt lên ở trong những video like của tôi nữa. Còn nói chung là đấy là thể theo nguyện vọng của anh em nhá. Thể theo nguyện vọng của anh em là đôi khi phải chặn để cho cộng đồng của chúng ta được nó trong sạch hơn. Với những người mà người ta xem mà người ta cần cái tính nó không kiểu chống phá ấy. Chứ ngồi nói thật ra là một ngày tôi không thể quản lý được hết. Xong rồi đôi khi chúng ta ngồi chúng ta đọc bình luận này mới biết được ấy. Lát vậy à. Răng mà thấy nai suốt ngày dứa. Thực ra là cái việc mà thực ra là tôi nai như này ấy. Mấy cả cũng có thể là ở đây cái sóng nó kém ấy. Còn chúng ta quay xong cái chỗ này chúng ta ra ngoài kia thì sóng nó mạnh hơn. Còn quay cho mọi người đây là cái hoa mộc lan. Đi từ từ sẽ được ấy mà. Cành nào 200k. Cái này là hoa mộc lan nhá. Lát thì thực ra là đây là kiểu ở trong này thì nó sóng nó yếu ấy. Bạn kia bạn bảo là răng mà thấy nai suốt ngày dứa sư huynh. Tối thì tôi sẽ không, tôi không nai được. Tối tôi lại tập trung tôi cắt video. Trong ngày thì coi như đây là tôi phục vụ cộng đồng. Và phục vụ anh em. Những anh em mà kiểu nhà vườn ấy. Người ta sản xuất ra hoặc người ta nhập trực tiếp về. Những cái vấn đề mà tiếp cận khách. Thì hầu như ở đây cái vấn đề tiếp cận khách ấy. Thì hầu như là toàn các nhà vườn ở trên nông nghiệp ấy. Anh em sẽ like hoặc chạy quảng cáo những sản phẩm này này. Ví dụ như ở đây thì tôi báo cho mọi người khoảng 40, 50 một cái này. Nhưng các ông phải lấy số lượng. Thì bình thường là các bạn ấy sẽ like ở trên TikTok hoặc là like ở trên Facebook hoặc chạy quảng cáo. Thì các bạn sẽ phải mua cái loại như này tầm 150-200 nghìn. Tôi không biết có bao ship hay không. Nhưng chắc chắn một điều là người ta lấy về thì người ta phải bán gấp 3. Nếu còn cái loại này thì tôi không bán. Các loại này thì cái loại cơ nhơ nhơ như này tôi không nắm được giá. Đấy, hai loại nhơ nhơ này. Tức là có 3 loại, 4 loại. Đấy thì cái loại này là mộc lan trắng. Còn cái mộc lan này là mộc lan hồng. Cái cỡ to nhất thì bán lẻ là 2 triệu. Đấy tôi cái phân khúc này thì tôi bán nhiều hơn này. Còn các cái loại này cái thủy nó có bán thì bán. Đấy còn cái tính chính danh thì đây là cái cây mộc lan. Đây quay cho. Lấy số lượng lớn. Đào cao kia 200k một cây. Có hoa emozốt gì rốt là hoa hồng. Em chào anh Tuân. Nó ở ngoài này nó sóng nó kém. Đây cho mọi người xem nhá. Cái này là gọi là tên hoa mộc lan. Ngày xưa hồi bé của tôi là tôi hay xem phim gọi là hoa mộc lan. Gọi là anh hùng đây. Mộc lan này thì mộc lan trắng nhá. Đây. Còn đôi khi đừng ông nào mà chống phá tôi rồi tôi chặn rồi lại mang tiếng. Đây. Có người giữ thì các bạn sẽ thấy nó đẹp hơn. Nhưng mà bây giờ không có ai giữ thì tôi đành phải hạ xuống. Đây là hoa mộc lan. Đây. Nhưng mà tôi nói thật ra là nông nghiệp này nó không thuận tiện cho tôi hoặc là các bạn như là các cái bạn bán quần áo đâu. Bán quần áo thì người ta ngồi không một chỗ. Nhưng mà nông nghiệp này phải đi lại xong rồi sóng nó phụ thuộc vào sóng nữa. Thế là
các bạn sẽ thấy nó không được ấy. Cái cỡ này là cỡ bé thì không biết cái thủy nó bán bao nhiêu. Tại vì quay nhưng mà tôi không phụ trách việc bán hàng ấy. Quay cho mọi người có cái nhìn tổng quát thôi, chứ còn việc bán hàng thì để cho các anh em khác bán xong rồi, hoặc cái thủy nó bán. Quay cho mọi người để mọi người biết. Còn mộc lan ở đây nó chỉ là một vườn thôi, còn ra ngoài kia mấy vườn nữa cơ. Còn đây là cái hàng nịu đỏ Ấn Độ, mấy cả nịu đỏ Ai Cập đây này. Đấy. Mạng nát thì đi ra ngoài này cho mạng nó khỏe nhá. Nói chung là khi mà mạng nát đây nó bị ảnh hưởng cái chất lượng xem của mọi người. Còn cái trà là mấy cái ấy, đây đi ra ngoài này thì sóng nó ấy hơn. Nhiều thứ lắm, nhiều thứ hay. Đây là trà này, ông ngồi mộc lan này. Nịu này. Các ông thấy là mạng nó đã đỡ hơn chưa? Mạng lát thì nói thật ra là rất là thông cảm nè. Tại vì làm nông nghiệp nó không như là nai quần áo. Nai quần áo vừa chơi vào phong cách hip hop thế. Dạo này trẻ hơn bao nhiêu tuổi này. Mới có lạc mất khoảng một tháng rồi. Chà, vừa đấy nhìn cây lan tiêu to quá. Rồi anh cứ tập trung anh làm đi. Đang sóng ở đây nó kém quá. Hồng cổ đây. Cái thủy nai thì tốt hơn đấy. Hồng cổ này. Đấy, hồng cổ này. Đấy. Mạng lát sang một cái video mới nhá. Kiểu nông nghiệp nó thế không ạ? Nông nghiệp nó hay bị cái mạng nó lát đấy. Đây là cái trà này, trà nhập Trung Quốc. Đấy, trà nhập Trung Quốc. Sang một video mới nhá. 4G ở đây còn gì nữa à? Đăng ký 4G. Và đây là giữa thủ đô. Nó giữa thủ đô nhưng mà nông nghiệp nó thế, nó tùy theo cột sóng mới thế nọ thế kia ấy. Vườn rất là lớn, quy mô rất là to. Tôi đeo điện thoại tôi đăng ký 4G, mỗi tháng hình như là mất 300.000 tiền mạng. Đấy, nhưng mà sóng nó thế đây. Chứ có như các bạn live stream quần áo đâu. Sóng wifi thì nó ngập trong nhà. Nhưng đây ở nông nghiệp này nó bị như thế. Đấy, khổ. Tôi có đăng ký 4G đây mạng. Có bao giờ hết tiền đâu, nhưng mà cái nông nghiệp này nó thế. Nó đi lại lại này. Xong rồi tùy từng vùng mà nó gần cột sóng thì nó sóng nó căng. Cứ đi sâu vào kia hay là mộc lan nó hút mẹ hết sóng rồi. Phải sang một video mới thì ở chỗ này nó đăng ký 4G, tốc độ cao của tôi còn 5G cơ. Trên cái con điện thoại này còn 5G cơ. Chứ ông không bảo là 4G tốc độ cao đâu. Mà đôi khi có những vườn nói thật ra là tôi ngày xưa tôi bảo là hình như là nó không cho bán. Nó không muốn đi. Cho nên vào đấy mở tuẹt ra. Nhưng mà tí nữa tối thì mọi người sẽ xem là tôi tải cái video, cũng là video này nhưng nó là cái chất lượng HD ấy. Còn bây giờ chúng ta sang video khác thì chắc là bây giờ nó đỡ hơn rồi. Cứ đi ra ngoài này. Còn ở cái văn phòng kia nó cũng có sóng wifi ấy. Thì nó nét hơn nhưng ra ngoài này xa quá. Đấy. Còn để tôi tắt đi xong rồi tôi sang một video mới đấy. Ừ, được rồi nhá. Tắt đi hôm nay lại nhá.